Là một trong những nghệ sĩ đình đám nhất của làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Đức Hoa đã không còn là cái tên tuổi quá xa lạ đối với bất kỳ một khán giả nào tại khu vực Á Châu. Những bạn trẻ 9X dù không am hiểu tường tận về anh thì ít nhất cũng từng nghe thấy tên anh một lần. Còn đối với thế hệ lớn tuổi hơn, anh là nhân vật có ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thanh xuân của họ. Để gói gọn những đỉnh cao vinh quang sự nghiệp của Lưu Đức Hoa, thật khó có thể nói hết được trong một vài từ. Tuy nhiên, ngay bây giờ hãy cùng với Thúy Quỳnh tìm hiểu một số mốc son tiêu biểu của Lưu Đức Hoa nhé! Lưu Đức Hoa, thiên vương không tuổi, làng giải trí Hồng Kông. Lưu Đức Hoa, tên thật là gì? Lưu Đức Hoa sinh vào ngày 27 tháng 9 năm 1961 tại Hồng Kông, tên khai sinh là Lưu Phúc Vinh. Anh sinh trưởng trong một gia đình bình dân ở con hẻm Thái Hanh thuộc khu Tân Giới, một trong ba khu vực bên cạnh khu đảo Hồng Kông và Cửu Long của đặc khu kinh tế Hồng Kông ngày nay. Quá khứ cơ cực, từng đi gánh nước, rửa chén đĩa thuê. Vốn xuất thân trong một gia đình làm nghề nông, sau này mới lên thành phố mở quán ăn, Lưu Đức Hoa cũng đã từng trải qua quãng thời gian vô cùng vất vả và khổ cực. Mỗi sáng, anh cùng các anh chị em thay phiên nhau phụ giúp cha mẹ những việc lặt vặt ở cửa hàng, rồi kiêm luôn việc rửa chén đĩa thuê. Vì nhà không có tiền lắp ống nước, cậu bé Phúc Vinh ngày ấy từng phải đi rách nước cho gia đình 8 lần một ngày. Tình cờ, ở cách quán ăn của nhà không xa, có một khu phim trường nổi tiếng thời kỳ đó. Mỗi lần đưa đồ ăn cho khách, Lưu Đức Hoa lại có dịp nhìn lén các ngôi sao nổi tiếng đóng phim. Ngày 1, ngày 2, nghệ thuật diễn xuất như có ma lực đặc biệt ngấm dần vào từng mạch máu của anh lúc nào không hay. Lên trung học, anh tham gia vào đội kịch của trường nên có nhiều cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn hơn. Đặc biệt, những vở kịch lúc đó đều do một mình cậu trò Phúc Vinh thủ bút viết kịch bản. Sau khi tốt nghiệp bậc trung học, chàng trai Lưu Phúc Vinh khởi nghiệp với nghề cắt tóc trong một salon ở Hồng Kông, để rồi từ đó được tiếp xúc trực tiếp với những nam diễn viên tên tuổi trong nghề, nỗi ước mơ trở thành diễn viên của anh thêm cháy bỏng. Những ngày chập chững đến với nghiệp diễn. Năm 1981, chàng trai trẻ 20 tuổi Lưu Phúc Vinh quyết định tham gia thi vào lớp đào tạo diễn viên truyền hình khóa 10 của đài TVB. Trong quá trình học, Lưu Đức Hoa đã có cơ hội vào vai phụ trong một số bộ phim như Hồng Kông 81, Anh Hùng Xuất Thiếu Niên. Cho đến năm 1982, nhờ sự đề cử của Châu Nhuận Phát, anh được sắp xếp vào vai nam chính trong bộ phim truyền hình Thuyền Nhân. Sau đó, anh liên tục sánh vai cùng các diễn viên đàn anh như Châu Nhuận Phát, Địch Long, Trương Quốc Vinh trong các bộ phim Máu Nhuộm Bến Thượng Hải, Thẻ Bài Casino phần 1 và 2, Thần Bài, v.v. Tuy nhiên, phải đợi đến khi Lưu Đức Hoa xuất hiện trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 1983 với vai Dương Quá bên cạnh người đẹp Tiểu Long Nữ do Trần Ngọc Hiên đóng, tên tuổi của anh mới thực sự nổi tiếng. Sau đó, Lưu Đức Hoa tiếp tục tỏa sáng với các vai đại hiệp trong những bộ phim cổ trang dựa theo tiểu thuyết Kim Dung. Thử sức, khẳng định tài năng và sức hút. Những năm 80, cái tên Lưu Đức Hoa nổi lên như là một chú hổ quyền lực trong ngũ hổ tướng, cùng Lương Triều Vĩ, Thang Chấn Hiệp, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vĩ. Thời điểm đó, anh cũng thường xuyên góp mặt trong các thể loại phim hình sự với những băng đảng của xã hội đen, những nhóm giang hồ đánh thuê chen mướn. Năm 1988, Lưu Đức Hoa rời TVB để tập trung cho các bộ phim điện ảnh. Trong đó có thể kể đến bộ phim Vượng Giác Ca Môn của đạo diễn Vương Gia Vệ. Vai diễn đã giúp anh được đề cử cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc của giải Kim Tượng Hồng Kông vào năm 1989. Với khả năng diễn xuất đa dạng, diễn viên họ Lưu có thể đóng nhiều thể loại, từ vai chính đến phản diện, phim cổ trang đến hiện đại. Đặc biệt, với các bộ phim thể loại xã hội đen, Lưu Đức Hoa thường vào vai những con người có tình có nghĩa, dũng cảm và cao thượng. Cũng chính hình ảnh và tính cách những nhân vật đó của Lưu Đức Hoa đã ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống và nếp nghĩ của thế hệ trẻ thời bấy giờ. Đầu những năm 90, hình tượng nhân vật của Lưu Đức Hoa đã bắt đầu thay đổi. Thể loại vai diễn của anh ngày một phong phú và biến hóa, đa nhân cách hơn. Điều này có thể thấy qua loạt phim Lôi Lạc Truyền Kỳ, Lee Rock vào năm 1991. Với con số doanh thu lên đến 53 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với 142 tỷ đồng. Cùng với đó là hàng loạt những đề cử nặng ký tại các giải thưởng, liên hoan điện ảnh lớn. Từ thành công trên, Lưu Đức Hoa tiếp tục chứng tỏ tài năng trong diễn xuất của anh trong loạt phim đề tài Vua Bạc Ma Cao với loạt phim Casino Tycoon vào năm 1992. Sức lan tỏa và danh tiếng của Lưu Đức Hoa mang đến cho bộ phim này cũng không hề thua kém so với loạt phim trước đó. Cũng trong những năm này, anh trở thành một thành viên của nhóm Tứ Đại Thiên Vương cùng với Trương Học Hữu, Lê Minh, Quách Phú Thành.
Sau đó, Lưu Đức Hoa đã vươn lên trở thành một trong những ảnh đế là ông lớn trong làng sao Hồng Kông. Như vậy, sự nghiệp diễn xuất thời kỳ đầu của Lưu Đức Hoa những năm 1990 được coi là như khoảng thời gian anh nỗ lực tạo dấu ấn riêng và tên tuổi qua các bộ phim điện ảnh. Qua đó, càng bộc lộ và chứng tỏ cho người hâm mộ thấy diễn xuất tài năng và xuất sắc của Lưu Đức Hoa, thêm một bước nữa đưa sự nghiệp diễn của anh lên một tầm cao mới. Thời kỳ đỉnh cao diễn xuất. Những năm 2000, Lưu Đức Hoa không còn đóng phim ồ ạt như trước kia, mà dừng lại để tập trung vào chất lượng các bộ phim. Đã là một ông chủ với công ty phim và hãng ghi âm của riêng mình, Lưu Đức Hoa tự thử thách bản thân với những đề tài mới, khó nhằn mà anh ưa thích. Quãng thời gian từ năm 1999 đến năm 2006 được coi là thời kỳ đỉnh cao trong nghiệp diễn của Lưu Đức Hoa, thời kỳ vàng son và cực thịnh của anh với điện ảnh. Hai lần được tôn vinh và xứng tên ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất của các giải Kim Tượng năm 2000 và 2004, giải Kim Mã năm 2003, giải Chinese Film Media Awards năm 2004. Kèm theo đó là lời đảm bảo về doanh thu phòng vé cho những bộ phim có sự góp mặt của anh, đặc biệt là khi hợp tác với các diễn viên Trung Quốc đại lục như Vương Bảo Cường, Phạm Băng Băng. Năm 2011-2012, với bộ phim Đào Tỷ, Lưu Đức Hoa tiếp tục giành giải thưởng cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã năm 2011 và giải Kim Tượng 2012. Tiếp những năm sau này, chàng diễn viên họ Lưu vẫn cho ra mắt các sản phẩm phim ảnh đều và chưa có bộ phim nào khiến khán giả thôi chờ đợi và mãn nhãn mỗi khi ra rạp. Đến tháng 8 năm 2019, Lưu Đức Hoa lần thứ 6 kết hợp với Cổ Thiên Lạc trên màn ảnh rộng với Bão Trắng 2, Trùm Á Phiện. Bộ phim lại một lần nữa chứng minh khả năng nhập vai đỉnh cao của hai tài tử nổi tiếng xứ Cảng Thơm, tô điểm thêm một mốc son mới trong sự nghiệp hoàng kim của hai ảnh đế. Bộ phim cũng nhanh chóng đạt doanh thu 1 tỷ nhân dân tệ tại phòng vé Trung Quốc chỉ sau 12 ngày công chiếu, top 1 doanh thu mở màn tại các nước châu Á. Đối với Lưu Đức Hoa, không có sự phân biệt đâu là phim nghệ thuật, đâu là phim mang tính thương mại, giải trí. Nếu có thì chỉ là trước đây, Lưu Đức Hoa đóng phim là vì tiền, để trả nợ cho gia đình và bản thân. Còn giờ đây, anh nhận vai vì kịch bản, vì duyên phận với nhân vật. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Lưu Đức Hoa được giới truyền thông phong tặng danh hiệu Thiên Vương và được bầu chọn là diễn viên mang lại doanh thu số 1 của điện ảnh Hồng Kông, xếp trên cả hai diễn viên gạo cội Châu Tinh Trì và Thành Long. Không ít những công ty phim ảnh từng đưa ra đề nghị, chỉ cần phim có Lưu Đức Hoa tham gia, họ sẵn sàng mở hầu bao 8 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 21 tỷ Việt Nam đồng để mua lại. Hơn nữa, chưa cần phim ra mắt, cứ có tên Lưu Đức Hoa thì chắc chắn tiền lãi thu về gấp đôi. Tài tử đa tài nhất xứ Cảng Thơm. Không chỉ gặt hái được vô số thành công trong điện ảnh, Lưu Đức Hoa còn ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả với tài năng ca hát của mình. Những ca khúc trữ tình của Lưu Đức Hoa đã lan khắp Trung Quốc và một số nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Sự nghiệp ca hát và sáng tác của Lưu Đức Hoa gắn liền với những con số làm người ta choáng ngợp. Sáng tác hơn 60 ca khúc, sở hữu 100 album âm nhạc, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ có nhiều đĩa bạch kim nhất, diễn ở hơn 100 địa điểm khắp châu Á và Bắc Mỹ, ghi âm và phát hành hơn 50 album cá nhân ở Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và nhiều nước châu Á khác. Hơn 100 giải thưởng âm nhạc, trong đó nhiều lần nhận những giải thưởng danh dự của MTV và Billboard. Đến năm 2000, anh còn được ghi tên vào danh sách Guinness với danh hiệu ca sĩ Cantopop với nhiều giải thưởng nhất. Là ngôi sao hạng A tài năng của giới giải trí Hồng Kông, trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật của mình, Lưu Đức Hoa đã khẳng định được vị thế của bản thân khi từng bước trở thành tượng đài về nghệ sĩ đa năng của xứ Cảng Thơm. Nhưng không phải vì thế mà anh dừng lại, anh vẫn đam mê, vẫn cống hiến, vẫn hy sinh cho nghệ thuật với một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết như thuở ban đầu. Có lẽ tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề mà tài tử Lưu Đức Hoa phải lo lắng. Tuổi càng tăng, anh càng chứng minh được sự dẻo dai của mình và cái duyên đối với nghệ thuật. Khán giả yêu mến cũng bởi vì anh không bao giờ sơ sài về những sản phẩm sắp ra mắt. Điều đó đã góp phần giúp anh giữ mãi sức hút trong lòng người hâm mộ dù đã trải qua nhiều thập kỷ.